Đây chính là hậu quả mà Ngọc Trinh phải hứng chịu vì bọc răng sứ. Mặc dù hàm răng trắng bóng do bọc sứ, nhưng núm bị sưng và thâm đã khiến Ngọc Trinh bị mất điểm lớn với khán giả khi xuất hiện ở một sự kiện mới đây. Mới đây, Ngọc Trinh gây chú ý lớn cho công chúng khi xuất hiện tại một sự kiện ra mắt bộ phim Mẹ Chồng ở thành phố Hồ Chí Minh với núm răng bị biến dạng bất thường. Cụ thể, dù hàm răng được cô bọc sứ trắng bóc đều tăm tắp nhưng lại lộ rõ núm bị sưng và thâm đen. Được biết đây chính là hậu quả ngoài mong muốn của việc làm răng sứ. Nụ cười của Ngọc Trinh trở nên kém duyên hơn vì vùng núm răng bị sưng và thâm đen rõ rệt. Ngọc Trinh đã bọc răng sứ khá lâu nên nhiều người cho rằng rất có thể cô mới đi chỉnh sửa lại hàm răng nên mới xảy ra hậu quả như vậy. Hàm răng trắng bóc nhưng vùng núm thâm đen và sưng là chi tiết khiến khán giả phải dành nhiều thời gian bàn tán. Mặc dù những hình ảnh đăng tải trên truyền thông và trang cá nhân của Ngọc Trinh đều đã được chỉnh sửa kỹ lưỡng, không để lộ hàm răng bị thâm núm. Tuy nhiên, những hình ảnh chưa qua chỉnh sửa vẫn được khán giả có mặt tại sự kiện này ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Còn đây là hình ảnh đã qua chỉnh sửa của Ngọc Trinh tại sự kiện. Theo đó, Ngọc Trinh từ lâu đã được biết đến với nụ cười hở lời kém duyên. Vậy nhưng từ khi làm gà cưng của Vũ Khắc Tiệp, nữ hoàng nội y đã đi chỉnh sửa để có bộ răng trắng sáng trông thu hút hơn trước rất nhiều. Ngọc Trinh từng thừa nhận trên gương mặt chưa giao kéo bất kỳ bộ phận nào ngoại trừ làm răng. Nhan sắc không tin nổi của ba người đẹp thừa nhận giao kéo nét người. Người thứ ba ngực toàn silicone nhưng lột đồ ra ai cũng đỏ mắt ghen tị. Chấp nhận đau đớn, nguy hiểm để đập đi xây lại, ba người đẹp V-Big bước ra khỏi phòng phẫu thuật khiến khán giả không khỏi nhận ra. Lê Giang là một trong những diễn viên hài được yêu thích nhất hiện nay. Ở tuổi 45, bà mẹ ba con vẫn gây ấn tượng mỗi khi xuất hiện với vẻ ngoài sành điệu và trang phục gợi cảm. Nói về việc giữ gìn thanh xuân và sắc vóc, Lê Giang thú nhận: "Tôi phải nhờ đến phẫu thuật thẩm mỹ, tôi làm tất cả trừ mắt môi và kéo chân thôi." Để có được sống mũi đẹp, Lê Giang đã phải trải qua 6 lần phẫu thuật ở Australia. Chấp nhận chịu đau và tốn tiền để giao kéo lại toàn bộ, nữ nghệ sĩ hài cho biết cô rất hài lòng với ngoại hình hiện tại. Gần đây, để duy trì gương mặt tươi trẻ, Lê Giang chia sẻ cô áp dụng phương pháp căng da mặt bằng chỉ, tiêm filler và động cằm. Nhờ vậy mà bà mẹ ba con vẫn giữ được nét trẻ trung và xinh đẹp. Và body sexy quyến rũ nhất nhì làng hài dù đã ở tuổi U50. Nhan sắc sâu thẩm mỹ của Lê Giang khiến nhiều người ngưỡng mộ. Phi Thanh Vân. Nếu nói về việc đập đi xây lại thì không thể không nhắc đến Phi Thanh Vân. Quả thật không đếm nổi số lần nữ diễn viên lên bàn phẫu thuật thẩm mỹ. Nhiều đến mức cái tên Phi Thanh Vân luôn gắn liền với biệt danh nữ hoàng giao kéo. Và sau mỗi lần đó, công chúng lại bàng hoàng khi nhìn thấy ngoại hình mới của cô. Nhan sắc tự nhiên của Phi Thanh Vân chỉ ở mức trung bình, đặc biệt là nụ cười hở lợi là nhược điểm lớn trên khuôn mặt. Cũng như Lê Giang, Phi Thanh Vân can thiệp giao kéo lên hầu hết bộ phận cơ thể để mong sở hữu vẻ ngoài lộng lẫy hơn. Sửa nét mặt cộng thêm việc tắm trắng nâng ngực, độn mông hút mỡ, nữ diễn viên thành công đúng vào hàng ngũ mỹ nhân showbiz. Sau cuộc đại phẫu toàn bộ cơ thể vào tháng 7 vừa qua, người đẹp liên tục gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp và màn khoe ngực silicone ở bất cứ nơi đâu. Giờ đây, vóc dáng đồng hồ cát của Phi Thanh Vân là điều mà nhiều chị em ganh tị. Từ một cô gái có nhan sắc không mấy nổi bật, giờ đây bà mẹ một con đã rất tự tin khi tham gia cuộc thi Hoa hậu danh nhân thế giới người Việt tại Mỹ. Hương Giang là nữ ca sĩ chuyển giới đình đám nhất nhì Việt Nam. Sinh ra trong hình hài của một chàng trai, Hương Giang quyết tâm sang Thái làm phẫu thuật để được sống với giới tính thật của mình. Không những vậy, người đẹp còn trải qua nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ trên toàn bộ cơ thể. Hiện tại cô nàng đã sở hữu khuôn mặt nữ tính, mềm mại và body sexy, vượt mặt nhiều chị em phụ nữ thật thụ. Ăn mặc điệu đà nhưng đường nét khuôn mặt vẫn còn khá nam tính. So ảnh với quá khứ hiện tại, thật khó tưởng tượng đây cùng là một người. Sau khi chuyển giới ở Thái Lan, Hương Giang nhiều lần dính vào tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ trùng tu lại mặt tiền. Không thể phủ nhận càng ngày nữ ca sĩ càng xinh đẹp và nữ tính hơn. Đặc biệt khi cô nàng lột đồ khoe thân thì bất cứ anh chàng nào cũng phải xin chết. Từ hình hài của một chàng trai so đến vẻ ngoài nuột nà mướt mát và sexy vô bờ bến ở hiện tại, Hương Giang Idol xứng đáng là người đẹp giao kéo thành công nhất showbiz Việt.
Angela Phương Trinh quá đổi gợi cảm, hội ngộ cùng tài tử điện ảnh nổi tiếng tại Singapore. Angela Phương Trinh không giấu được niềm vui khi hội ngộ cùng nam diễn viên đình đám TPB Âu Dương Chấn Hoa trên thảm đỏ lễ trao giải ASEAN TV Award. Tối 1 tháng 12, Angela Phương Trinh xuất hiện trên thảm đỏ diễn ra tại Singapore với vẻ ngoài cực xinh đẹp và gợi cảm. Cũng trong chuyến đi này, nữ diễn viên được sánh đôi cùng nam tài tử TPB đình đám Âu Dương Chấn Hoa. Cô không giấu nổi sự vui sướng khi có dịp hội ngộ một đàn chú đáng kính trong nghề tại dịp đặc biệt này. Bên cạnh đó, Angela Phương Trinh còn được gặp gỡ các nhà làm phim đến từ nhiều quốc gia châu Á như Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore. Chia sẻ về cơ hội có 102 này, cô cho biết việc được gặp mặt trực tiếp các diễn viên yêu thích từ nhỏ là trải nghiệm rất hạnh phúc. Đây cũng là dịp để cô trao đổi về chuyên môn nghề nghiệp nên càng đáng quý hơn nữa. Angela Phương Trinh cũng cho biết cô luôn nỗ lực hết sức để diễn thật tròn vai cũng như cố gắng sáng tạo nhiều hơn cho nhân vật của mình. Sau buổi lễ, Angela Phương Trinh chia sẻ lên trang cá nhân: xem phim chú ấy rất lâu, mãi có cơ hội gặp nhau ngoài đời. Bao nhiêu năm chú vẫn y chang trên phim. Chú ấy chính là Âu Dương Chấn Hoa với hàng loạt những bộ phim TV nổi tiếng, mê mẩn bao nhiêu khán giả Việt. Thật hạnh phúc khi được gặp gỡ một người tại Asia Television Award. Có nhiều anh chị diễn viên tôi yêu mến từ nhỏ, quan tâm qua màn ảnh nhỏ. Lần này mới có cơ hội được gặp và trò chuyện cũng như trao đổi rất nhiều về chuyên môn nghề nghiệp cùng nhau. Với vai trò là một diễn viên, chúng tôi luôn mong muốn tròn vai, mang lại những sáng tạo nhiều hơn cho nhân vật của mình, Angela Phương Trinh chia sẻ. Âu Dương Chấn Hoa là nam diễn viên nổi tiếng của điện ảnh và truyền hình Hồng Kông. Tên tuổi của anh bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi từ thập niên 90. Với vai Ben Yu trong series phim Hồ sơ luật pháp, các vai chính của một vài series phim truyền hình thành công nhất của TVB như Lực lượng phản ứng, Bức màn bí mật và Bằng chứng thép. Được biết, giải thưởng truyền hình châu Á Asia Television Award 2017 được tổ chức thường niên từ năm 1996 cho đến nay. Đây là giải thưởng danh tiếng nhất trong khu vực thuộc lĩnh vực truyền hình, tôn vinh những chương trình truyền hình, những đơn vị sản xuất uy tín và có tên tuổi trong khu vực. Với hơn 40 hạng mục tranh giải, Asia Television Award tôn vinh những đóng góp xuất sắc nhất trong lĩnh vực truyền hình tại châu Á hàng năm. Gia Bảo ký đơn ly hôn xong, tôi và Thanh Hiền đều khóc. Nam nghệ sĩ cho biết nguyên nhân dẫn đến cuộc ly hôn là do anh sống vô tâm, không quan tâm đến cảm xúc của vợ. Nhiều người thắc mắc khi thấy anh chị chọn thời điểm ly hôn trùng với sinh nhật 3 tuổi của bé Remy, anh giải thích sao? Thanh Hiền đưa đơn ra tòa hồi tháng 10, 2017, trước khi tôi đi Mỹ. Khi tôi trở về vào ngày 21 tháng 11, thì lẽ ra một ngày sau chúng tôi phải lên tòa để hòa giải. Thế nhưng hôm đó Hiền bận quay, không đi được, nên dời sang ngày 23, đúng 7 ngày sau, tòa đưa ra kết quả chính thức, vô tình trùng ngày sinh nhật của con gái chúng tôi. Mọi người không biết, lại tại sao nói bố mẹ lại chọn ngay ngày sinh nhật con mà ly hôn. Cả hai chúng tôi đều thuận tình ly hôn, thay vì hòa giải 3 lần thì chúng tôi xin hòa giải 1 lần rồi thôi. Cả tôi và Hiền đều không có thời gian để lên tòa nhiều. Trên trang cá nhân, anh thường chia sẻ tâm trạng mong được trở lại với vợ, nhưng sau khi ra tòa lại thuận tình ly hôn một cách nhanh chóng. Tôi đã níu kéo mối quan hệ này 1.5 năm rồi, Hiền chính thức dọn ra khỏi nhà từ tháng 4, đến nay đã 7 tháng, không ở chung nên mối quan hệ càng rạn nứt. Hiền không còn cảm xúc với tôi nữa. Như vậy tôi níu kéo hoài để làm gì? Một khi người phụ nữ đã muốn ra đi mà mình cứ níu kéo, nói những lời ngọt ngào thì người ta càng bực mình. Trước khi ra tòa, tôi với Hiền vẫn gặp thường xuyên, nhưng cứ gặp nhau là gây gổ, không thể nói chuyện được. Nhưng khi ký giấy rồi, chúng tôi lại thấy nhẹ nhàng, coi nhau như bạn bè. Tất nhiên khi chia tay thì phải buồn. Lúc ký giấy xong bước ra ngoài, đứa nào cũng khóc. Hiền khóc như mưa, có thể cô ấy đã trải qua một khoảng thời gian bí bách quá, như con chim trong lòng lâu ngày, giờ muốn được giang cánh bay ra khỏi lòng. Thôi thì cứ để cô ấy bay đi, rồi biết đâu một ngày nào đó, nếu còn duyên cô ấy sẽ trở lại. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự tan vỡ của cuộc hôn nhân này là gì? Trong thời gian chung sống, tôi bị chủ quan, cứ nghĩ đây là vợ mình nên vô tâm. Ban đầu Hiền nhẹ nhàng nhắc nhở tôi, rồi từ từ cô ấy bực mình, quạo và không thèm nói nữa, sau đó thì bùng lên. Tôi thuộc dạng không biết gì, ỷ y vợ chỉ hù mình. Khi Hiền nói, giờ em không muốn sống với anh nữa, tôi chân hững. Lúc tôi quyết định thay đổi bản thân, thì trong lòng Hiền không còn cảm xúc với tôi nữa.
Hiền công nhận là tôi có thay đổi. Trước khi ra tòa, Hiền nói với tôi, anh là người đàn ông tốt, anh đã sửa đổi nhiều. Giờ anh tốt hơn nhiều lắm rồi. Em đảm bảo người nào đến với anh sau này sẽ rất hạnh phúc. Nhưng thật sự giờ em không còn cảm xúc nữa. Em rất thương anh. Nhưng giờ em không còn yêu, chỉ xem anh như một người thân. Tôi vẫn còn rất yêu Hiền, nhưng có lẽ tôi phải giải thoát cho cô ấy. Cách đây vài tháng, Thanh Hiền có viết một status để ý nói rằng anh bạo hành cô ấy, anh muốn nói gì. Lúc Hiền viết status đó, hai đứa đang căng với nhau lắm. Khi ấy tôi nóng quá nên mang bé Remy về nhà, không cho gặp Hiền nữa. Hiền giận nên đăng như vậy. Khi thấy báo giật tít tôi bạo hành, tôi vô mắng Hiền, bà đăng cái gì vậy? Hiền liền xin lỗi tôi vì cô ấy cũng không ngờ bị đăng lên báo như vậy. Ý của Hiền, tôi không phải người bạo lực mà nói tôi mỗi lần nóng giận lại đập đồ. Bao nhiêu năm nay tôi có đánh ai đâu, Hiền là vợ tôi sao tôi đánh được, tôi là người có văn hóa, đâu phải thứ vô học đâu mà đi đánh vợ. Tôi nhớ chỉ có duy nhất một lần khi Hiền đang mang bầu, hai vợ chồng gây lộn nên Hiền tự đánh vô người. Tôi mới đánh cô ấy một vài cái và nói, em tỉnh lại đi, đừng có tự đánh mình như vậy, ảnh hưởng đến con. Vậy còn thông tin anh lăng nhăng ngoại tình thì sao? Tôi chắc chắn không có. Hồi trước khi đến với Hiền, tôi nói rõ ràng tôi chưa từng có người yêu. Thỉnh thoảng tôi hay trêu đùa các cô gái, nhưng khi có vợ rồi tôi không bao giờ như vậy. Có một lần diễn xong, ra ngoài tôi nói chuyện với bạn diễn nữ và gác tay lên cô ấy. Hiền làm dữ và khóc. Hiền nói trên sân khấu thì không sao, nhưng khi ra ngoài thì cô ấy không thích tôi đụng vô bất cứ người phụ nữ nào hết. Nhớ đến lời nói của Hiền nên từ đó đến giờ tôi không bao giờ có hành động quá trớn với bất kỳ người phụ nữ nào. Khi chụp hình với đồng nghiệp hay fan nữ, tôi không ôm mà luôn để hai tay ra sau. Trừ khi chụp với đàn cô, đàn chị thì tôi mới ôm. Ngay cả khi đi lưu diễn, tôi muốn lăng nhăng thì rất dễ, nhưng không bao giờ bị xảy ra điều đó. Tôi từng kể cho Hiền nghe, có lần khi diễn ở nước ngoài, một ca sĩ nổi tiếng rủ tôi đi chơi, nhưng tôi từ chối khéo. Sau đó chúng tôi vẫn là bạn bè bình thường, chứ không có gì bậy bạ. Tôi khẳng định, từ khi quen ở với Hiền, tôi chưa bao giờ làm gì sai với cô ấy. Có điều trước khi lấy Hiền, tôi chưa yêu ai sâu đậm hết, nên tôi không có kinh nghiệm tình trường. Hôn nhân tan vỡ, điều gì khiến anh nuối tiếc nhất? Ngày xưa khi tôi 10 tuổi thì ba má chia tay. Tôi bước ra đời với nhiều thiệt thòi, vì vậy tôi từng hứa trong lòng, sau này cưới ai thì phải thật hạnh phúc để con cái không phải sống như mình từng bị. Rất tiếc là tôi không làm được điều đó, do tôi quá chủ quan và chưa cố gắng hết mình như bạn đời mong muốn, nếu không sẽ không có ngày này. Tôi buồn và tiếc cho một cuộc hôn nhân tốt đẹp, nhưng bây giờ tôi phải vững vàng, lo đi làm kiếm tiền để lo cho con. Tôi cũng xác định luôn, phải giảm cân thay đổi hình ảnh để mọi thứ tốt hơn, có nhiều việc để làm hơn. Anh chị phân công chăm sóc con cái hậu ly hôn như thế nào? Tôi lo tiền học cho bé, bé đang học trường quốc tế nên mỗi năm đóng hơn 70 triệu. Tôi đã đóng hết cả năm rồi. Hiền xin đóng một nửa nhưng tôi không đồng ý vì cô ấy phải đi cày cực khổ. Hiền sẽ lo việc nuôi con. Nói chung ai có nhiều hơn thì phụ cho người kia, hai bên vui vẻ chứ không thù hằn để cùng chăm sóc con. Tôi xác định giờ bé Remy là điều quan trọng nhất. Con còn quá nhỏ mới 3 tuổi mà đã biết nói nhiều, khiến tôi chịu không nổi. Remy nói với tôi một câu, giờ ngày nào má đi quay thì con ngủ với ba, ba đi làm thì con ngủ với má. Con ở với má một ngày, ở với ba một ngày, ba đừng buông nha, con không bỏ ba đâu. Tôi nghe mà rớt nước mắt. Vài hôm trước tôi đưa Remy đi chơi cả ngày, chiều đưa con lên taxi về với bà ngoại. Remy an ủi tôi, con về với má nha, khi nào ba rảnh xuống chơi với con. Rồi con bé rưng rưng. Có lẽ con biết số phận của con như vậy rồi, tôi thấy có lỗi với con quá.